Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Uống mật ong theo cách này bổ hơn cả 100 lần so với nhân sâm, rất tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, thiên nhiên ban tặng cho con người những món quà tuyệt vời. Trong số đó chính là những giọt mật ong bổ dưỡng. Mật ong có chứa rất nhiều dinh dưỡng và cực kỳ tốt cho sức khỏe, cũng như là việc làm đẹp của các chị em. Bên cạnh đó, đây còn là một loại dưỡng chất được các nhà khoa học gọi là siêu thực phẩm bởi giá trị dinh dưỡng nổi bật cực kỳ đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, thời gian uống mật ong khác nhau cũng đem lại những lợi ích về sức khỏe không giống nhau. Và nếu như bạn kết hợp mật ong với các loại thực phẩm như tỏi, nghệ, quế, vừng để sử dụng thì rất tốt cho sức khỏe. Nhưng đôi khi bạn chỉ cần uống một muỗng cà phê mật ong buổi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ ngạc nhiên bởi những thay đổi kỳ diệu trên cơ thể của mình. Vậy nên, nếu như bạn uống mật ong thì hãy chọn cho mình thời điểm tốt nhất đối với sức khỏe của mình. Và bạn nên lưu ý rằng mật ong chỉ nên pha với nước ấm dưới 50 độ để tránh phá hủy những enzyme và làm mất đi những tác dụng quý giá của nó. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, con người sống không thể thiếu nước, còn mật ong rất bảo dưỡng cho cơ thể. Một cốc nước ấm pha mật ong vào các thời điểm này sẽ giúp bạn có thể tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cổ họng, thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng làn da. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo qua video sau đây. Thứ nhất, uống mật ong vào sáng sớm để làm sạch dạ dày. Những người thường xuyên uống mật ong vào buổi sáng sớm đã phát hiện, cơ bản mỗi ngày đều đi đại tiện một lần, rất đều đặn và hình thành một thói quen. Như vậy mỗi ngày cơ thể đều được thải độc kịp thời. Tuy nhiên mọi người cần chú ý phương pháp này vào buổi sáng sớm. Cơ thể trải qua một đêm ngủ, lượng nước trong cơ thể đã được chuyển hóa, độ nhớt máu tăng cao. Lúc này cần phải uống nước pha loãng độ nhớt của máu. Nước mật ong có hàm lượng đường không phải là nước tinh khiết. Vì vậy, sáng sớm uống một cốc nước mật ong sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Do đó, lời khuyên dành cho mọi người là vào buổi sáng, mọi người nên uống một cốc nước ấm khoảng 100-120ml để làm loãng độ nhớt của máu. Sau khi uống nước ấm khoảng nửa tiếng, có thể uống nước mật ong. Ví dụ như ăn sáng kết hợp với uống một cốc nước mật ong có thể giúp nhu động ruột. Do đó, đạt được hiệu quả làm sạch phân vào buổi sáng, giải độc và dưỡng da. Thứ hai, uống mật ong sau khi ăn, thúc đẩy hệ tiêu hóa. Mật ong có tác dụng điều tiết chức năng tiêu hóa, khiến dạ dày tiết axit nhiều hơn bình thường. Sau khi ăn, đặc biệt là sau khi ăn no, chức năng tiêu hóa của dạ dày dễ bị suy giảm, đi tiêu khó. Một cốc nước mật ong giúp tăng cường vai trò của nhu động ruột, có thể thúc đẩy bài tiết axit dạ dày bình thường, rút ngắn thời gian đại tiện một cách đáng kể, khiến bạn có cảm giác nhẹ bụng hơn. Như vậy, cũng giúp bạn hạn chế bớt được những tác động xấu của những bữa ăn tối quá đà. Thực hiện như sau, uống một cốc mật ong từ 1 đến 2 giờ sau bữa ăn. Thứ ba, uống mật ong vào buổi chiều, giúp bổ sung năng lượng. Vào buổi chiều, khoảng thời gian giữa bữa trưa và bữa tối cũng là thời điểm cơ thể mệt mỏi nhất và đòi tiêu thụ năng lượng rất lớn. Lúc này cơ thể đang trạng thái đói. Bổ sung một cốc mật ong ấm sẽ xóa đi sự hỗn loạn của não bộ, đồng thời giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Các chất đường trong mật ong được cơ thể hấp thu rất nhanh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong máu. Một cốc nước mật ong đúng lúc giúp bổ sung năng lượng và là nền tảng cung cấp cho các hoạt động của 2 đến 3 giờ tiếp theo. Đặc biệt, đối với vận động viên hay những người hoạt động thể chất, cường độ cao thì uống một cốc nước mật ong trước và sau khi làm việc căng thẳng cũng rất hữu ích. Thực hiện như sau, uống một cốc trà mật ong hoặc sữa mật ong vào buổi chiều. Thứ tư, uống mật ong trước bữa ăn, ngăn chặn axit dạ dày. Mật ong có thể đóng một vai trò điều tiết trong việc bình thường hóa hoạt động tiết axit của dạ dày. Trước bữa ăn nửa giờ, một cốc nước mật ong có thể ức chế tiết axit dạ dày, do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày. Đối với những người bị viêm loét dạ dày,
thì uống một cốc nước mật ong ấm mỗi ngày, khoảng 10ml mật ong pha với một cốc nước ấm. Sau một thời gian, tình trạng viêm sẽ giảm đáng kể, thậm chí khỏi hẳn. Thực hiện: uống một cốc nước mật ong chừng nửa giờ trước bữa ăn. Mật ong tuy tốt nhưng không nên uống quá nhiều. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ nên uống đúng 100ml. Không nên vì thấy mật ong tốt cho sức khỏe mà uống không có điều độ, quý vị nha. Trong phần 2 của video ngày hôm nay, Sức Khỏe Tự Nhiên xin chia sẻ với quý vị vì sao uống mật ong vào buổi tối lại tốt gấp ngàn lần nhân sâm. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết qua video ngay sau đây. Có một câu nói trong y học Trung Quốc: buổi sáng nước muối, buổi tối súc mật ong. Ý nghĩa là mỗi ngày sau khi thức dậy vào buổi sáng, lúc bụng đói, nên uống một ít nước muối. Mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ, nên uống một chút mật ong. Mật ong lâu nay được biết đến là thứ có nhiều tác dụng với sức khỏe. Nhưng ít ai biết, nếu uống mật ong vào buổi tối, mật ong còn tốt gấp ngàn lần sử dụng nhân sâm. Trong mật ong có chứa các loại vitamin B6, thiamin, niacin, riboflavin, axit pantothenic và lượng axit amin nhất định. Các khoáng chất được tìm thấy trong mật ong bao gồm canxi, đồng, sắt, magie, mangan, phốt pho, kali, natri và kẽm. Một thìa mật ong nguyên chất chứa 64 calo. Mật ong có chỉ số RI tốt cho sức khỏe. Đường trong mật ong có thể hấp thụ dần dần vào máu, giúp tiêu hóa tốt hơn. Chúng ta nên tránh ăn các loại thực phẩm có chỉ số RI cao, gây ra tình trạng giải phóng insulin trong cơ thể, khiến tụy bị kích thích, làm gia tăng đột ngột hàm lượng glucose trong máu. Mật ong có chứa các khoáng chất tự nhiên và vitamin giúp chuyển hóa cholesterol và axit béo không mong muốn vào các cơ quan và các mô trong cơ thể, do đó ngăn ngừa béo phì và tăng cường sức khỏe tốt hơn cho chúng ta. Dưới đây là những lý do bạn nên uống mật ong vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thứ nhất, kích thích giấc ngủ ngon và sâu hơn, thư giãn tinh thần. Fructose và vitamin trong mật ong có thể điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, giảm căng thẳng, thúc đẩy cơ thể đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn và không có tác dụng phụ. Một cốc nước mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp bạn làm dịu tâm trạng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thứ hai, thải độc tố. Mật ong và nước ấm là một trong những sự kết hợp lý tưởng nhất để thải độc tố ra khỏi cơ thể người. Và thêm một mẹo nữa, nếu thi thoảng cho thêm vài lát chanh sẽ càng tăng cường chức năng của hệ bài tiết hơn. Thứ ba, ngăn ngừa huyết áp cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong mật ong có nhiều chất kali, dưỡng chất cần thiết cho người bị huyết áp cao. Khi kali hấp thụ vào cơ thể người bệnh sẽ có tác dụng đẩy bớt lượng natri ra khỏi cơ thể. Bởi natri tăng cao là một trong những nguyên nhân gây ra chứng huyết áp cao, qua đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các biến chứng về bệnh tim mạch đã được chứng minh. Thứ tư, xua tan cảm giác mệt mỏi ở các cơ. Nếu bạn đang bị mệt mỏi cơ do hoạt động quá sức, bạn có thể tăng cường thêm một chút mật ong vào khẩu phần ăn uống của mình. Sự hiện diện của hai loại đường như fructose và glucose trong mật ong sẽ giúp đánh bại tình trạng mệt mỏi trong các cơ. Đây cũng là bí quyết chăm sóc cơ bắp của các vận động viên điền kinh. Họ vẫn thường uống nước mật ong trong quá trình tập luyện và thi đấu nhằm tăng cường sức lực, giúp cơ bắp luôn được dẻo dai. Thứ năm, tăng cường hệ thống miễn dịch. Mật ong có khả năng tăng cường sức đề kháng một cách tuyệt vời. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn mua được mật ong đúng chuẩn hữu cơ để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tiêu diệt vi khuẩn. Bổ sung enzyme, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Thứ sáu, hạn chế nguy cơ thừa cân. Những ai đang muốn loại bỏ mỡ thừa tích tụ ở vòng eo và những khu vực nhiều mỡ khác trên cơ thể, cần tăng cường sử dụng mật ong trong khẩu phần ăn của mình. Mật ong sẽ hỗ trợ khả năng trao đổi chất và đốt cháy chất béo trong cơ thể. Các bác sĩ vẫn thường khuyến cáo những người béo phì uống mật ong pha cùng chanh tươi và nước ấm vào buổi sáng khi bụng vẫn còn đói để đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa,
Đây cũng là cách bạn có thể loại bỏ độc tố bên trong cơ thể. Thứ bảy, giải quyết các rắc rối về đường tiêu hóa. Những enzyme tự nhiên trong mật ong có thể xử lý các rắc rối ở hệ thống tiêu hóa rất hiệu quả. Mật ong sẽ trung hòa lượng khí hơi tích tụ trong cơ thể. Bạn chỉ cần uống một ít mật ong, khoảng chừng 15ml, pha với nước ấm là đã yên tâm về hoạt động trơn tru của các cơ quan tiêu hóa. Thứ 8. Kháng khuẩn, chống viêm. Mật ong cực kỳ hiệu nghiệm với da dầu và có khuynh hướng bị mụn nhờ vào thuộc tính kháng khuẩn và chống viêm của nó. Nó hấp thụ chất nhờn dư thừa trên da và giảm đi cơ hội phát triển của nhiễm trùng da và mụn nhọt. Ngoài ra, bạn có thể chọn một muỗng cà phê đất tẩy màu và một muỗng cà phê mật ong và một muỗng cà phê nước ép chanh sẽ tạo thành một hỗn hợp đặc sệt gồm tất cả các thành phần trên, rồi thoa lên toàn bộ khuôn mặt để khoảng 20 phút hoặc cho đến khi nó khô thì rửa sạch. Quý vị thân mến, sức khỏe là cái cốt yếu của con người, có thể tạo ra nhiều tiền tài của cải. Do đó, việc tự mình phòng bệnh cho mình là cách khôn ngoan mà ông cha ta dạy chúng ta. Và dưới đây là 4 điều để đời về sức khỏe của các cao nhân chúng ta nên học hỏi. Thứ nhất, ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt, ăn uống chừng mực, ngủ dậy đúng giờ, đừng nên để lạnh, chăn nên giữ ấm, vui chơi biết đủ, không cầu ăn giật. Thứ hai, dưỡng sinh là cần cù, dưỡng tâm là tỉnh lại. Thứ ba, người đến tuổi già thì phải rèn luyện đi bộ, chạy chậm, luyện công uống kiếm, đừng sợ giá lạnh, quét nhà quét sân, hội họa thêm vui, tấm lòng rộng mở. Thứ tư, tâm không bệnh nên phòng trước, tâm lý tốt, tâm thể mới khỏe mạnh. Tâm cân bằng phải hiểu biết, cảm xúc ổn định, bệnh tật sẽ ít đi. Và cuối cùng, tôi hy vọng những gì tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay có ích cho bạn và phổ biến thêm những kiến thức về sức khỏe cho mọi người. Ban biên tập luôn chọn lọc và mang lại cho bạn những thông tin bổ ích nhất về sức khỏe nhằm giúp cuộc sống của bạn và gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Quý vị hãy chia sẻ video này cho bạn bè và gia đình của bạn để chúng tôi có thể giúp đỡ họ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.